Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Lý Xe Cấp. Hôm nay Thanh Lý cộng dây điện custom dành cho anh em gắn xe 50, 70, 90 nha. Cộng dây này Thanh Lý với giá là 350.000 các bạn. Vừa bằng cái cục đề thôi nha. Đó, Thanh Lý vừa bằng cục đề. Thì là cục dây này cộng dây zin. Tình trạng cộng dây thì cái cộng dây bình nối từ trên cộng dây màu đen á, còn dây bình nó bị đứt nên có nối cộng dây bình từ trên đầu xuống dưới phần nối vô trong ruột ở dưới đó, thay vì nó chạy ở trong cái phần đây thì nối cộng dây ngoài thì bó sát vô đây là ok nha. Rồi cộng dây zin nè, anh em có thể lấy nguyên thay cộng dây hoặc là mua lấy dắt ghim cũng được, nói chung là dây còn y nguyên hết, nó không có bị gì hết, nó bị thay cộng đây nè, nó mắc zin thôi, còn lại vẫn xài bình thường nha. Cộng dây còi thì có nối rồi, có bị nối lại, còn cục con cốc đề vẫn đề bình thường nha anh em, cốc đề cũng đề nhanh thường đó. Thì nó chỉ bị mỗi vấn đề là cái cộng dây đây bị đứt nên mình phải nối cái cộng dây từ trên đầu xuống thôi, thì nó mắc zin rồi thì mình không bán nữa, coi như là mình cho luôn. Cái con cốc đề vẫn xài bình thường là coi như bán cốc đề tặng luôn cộng dây anh em, bán cốc đề tặng luôn cộng dây nha, thì 350 đó, nguyên bộ dây quá lời, con cốc đề không bán đã 350 rồi, cộng dây không tính tiền anh em đó, thì coi như là nguyên bộ vậy đó, cốc đề với cộng dây 350. Tình trạng là cái cộng dây sườn này, cái cộng dây màu đen nè nối lại nó bị đứt cộng dây màu đen thôi, và cái cộng dây còi bị đứt đó. Rồi tình trạng nhiêu á, còn lại thì dắt nối rồi vẫn bình thường, ok hết nha anh em. Rồi anh em là có nhu cầu gắn xe rẻ, xe vừa vừa hoặc xe đi làm gì đó, hoặc là mua về chế cháo gì đó thì ok nha các bạn, mua ăn cắp tặng luôn cả cộng dây nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, gắn cho xe có đề nha anh em, gắn cho xe có đề bao gồm là custom 50 70 90, hoặc là anh em mua về gắn cho xe chế đề, hoặc là gắn cho xe DD cũng được. Gắn cho xe DD thì thật ra là chúng ta không dùng cái cục cốc đề đây, nó chỉ vậy thôi, không có đụng chạm gì tới nó thôi, nó dư cái cọng dây trên con tắc đề thì mình không gắn cọng dây thôi, còn lại là bình thường, dắt ghi mà đầy đủ hết nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.